Ngày 30 tháng 7, tại Haifa, hạm đội 5 Hải quân Mỹ và Hải quân Israel đã khai mạc cuộc tập trận an ninh hàng hải thường niên Intrinsic Defender. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần nhằm tăng cường hợp tác và khả năng tác chiến giữa hải quân hai nước. Năm ngoái, Intrinsic Defender tập trung vào đảm bảo an ninh hàng hải, xử lý vật liệu nổ và tích hợp sử dụng hệ thống không người lái. Năm nay, cuộc tập sẽ tập trung vào các hoạt động phối hợp trong xử lý vật liệu nổ, quản lý sức sống hàng hải, quản lý các công trình dưới nước, giám sát hàng hải và quy trình lên tàu. Từ tháng 9 năm 2021, hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã bắt đầu tăng cường hoạt động phối hợp với Hải quân Israel do Israel được tài bố trí trong phạm vi phụ trách của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Trung tâm Mỹ, USCENTCOM. Hải quân hai nước đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra chung ở Vịnh Aqaba, Hồng Hải và Vịnh Aden, thực hiện 18 cuộc tập trận song phương và đa phương trong 2 năm qua. Khu vực hoạt động của hạm đội 5 Hải quân Mỹ là một vùng biển rộng hơn 4 triệu km vuông, bao gồm Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, Hồng Hải, một phần Ấn Độ Dương và ba nút thắt quan trọng là eo biển Hormuz, eo biển Bab al-Mandeb và kênh đào Suez. Theo hãng truyền thông Nga Izvestia, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga Su-57 có tính năng tàng hình cao, giảm thiểu khả năng bị hiển thị trên màn hình radar phòng không, được trang bị vũ khí tấn công uy lực mạnh, hệ thống radar và khả năng thông tin liên lạc tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của tác chiến không quân hiện đại. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mới đây đã tuyên bố tăng cường bàn giao máy bay chiến đấu Su-57 hiện đại cho không quân Nga do việc sản xuất máy móc và thiết bị đang trên đà phát triển nhanh chóng. Việc tăng cường mở rộng quy mô sản xuất Su-57 là một thay đổi lớn kể từ khi diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trước đó, Nga chỉ sản xuất Su-57 với số lượng tương đối nhỏ, từ 2 đến 4 chiếc mỗi năm. Tuy nhiên, sản lượng dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2023 và theo kế hoạch, đến năm 2028 sẽ có 76 máy bay chiến đấu Su-57 được bàn giao cho không quân Nga. Dự kiến Su-57 sẽ được trang bị động cơ mới nhằm nâng cao hơn nữa các tính năng kỹ thuật bay của máy bay chiến đấu. Các hợp đồng sản xuất bổ sung Su-57 nâng cấp có thể sẽ tiếp tục được ký kết và Nga sẽ tăng cường sản xuất số lượng lớn máy bay chiến đấu này sau thời điểm năm 2028. Sau lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đã tung clip phóng tên lửa chống tăng Brimstone của Anh viện trợ lên kênh YouTube chính thức của mình. Đoạn video ghi lại cảnh 3 quả tên lửa Brimstone được bắn đi từ bệ phóng đặt trên khung gầm một chiếc xe tải dân sự nhưng SOF không cho biết rõ phiên bản tên lửa Brimstone được sử dụng. Nga và Ukraine là hai quốc gia đang ở trong tình hình đối đầu căng thẳng và việc tăng cường năng lực quân sự cho không quân Nga thông qua việc sản xuất và bàn giao máy bay chiến đấu Su-57 cho quân đội là một biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh và sẵn sàng tác chiến của nước này. Trong khi đó, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đang sử dụng tên lửa Brimstone của Anh nhằm nâng cao khả năng chiến đấu chống tăng và tăng cường khả năng phản công trong tình hình đối đầu với các lực lượng thù địch.